là Thỏ. Chào mừng tới Hang Thỏ, nơi là tất cả những cái tâm sự và nỗi buồn sẽ được ôm hết về. Qua những lời tâm sự, mình để ý là các bạn mà hướng nội luôn mắc phải cái tâm lý, hai cái tâm lý rất là cơ bản như thế này. Một là cảm thấy tự ti so với những người hướng ngoại vì những cơ hội và những thành công họ đang có và họ đang show ra. Cái điều thứ hai là người hướng nội luôn luôn cảm thấy lạc lõng, tụt năng lượng rất nhanh đối với những cái cuộc vui mà quá đông người hoặc là với những cái người mà không cùng tần số với họ. Và người hướng nội luôn mất rất nhiều thời gian để đấu tranh cho cái sự mình phải theo số đông, mình phải hèn nhát, mình phải lập những cái mối quan hệ. Mối quan hệ mình càng đông thì cái cơ hội thành công và cơ hội trong công việc của mình càng nhiều. Nhưng mà có điều minh chứng là tất cả những cái thời gian mà bạn càng ngày càng đi tìm những cái con đường đó thì cái nguồn năng lượng của mình luôn tụt cực kỳ nhanh. Bởi vì không cùng tần số với mình thì người hướng nội không bao giờ nói chuyện nhiều được. Cố gắng đi đường nào cũng được, nhưng mà nếu như cố gắng rồi mà mình vẫn cảm thấy mệt mỏi thì thôi, chấp nhận cái chuyện cái vòng bạn bè của mình ít hơn một xíu, mình tập trung chất lượng hơn là số lượng. Bởi vì những cái mối quan hệ mà mình tập trung chất lượng nhiều thì khả năng là người ta đem lại cái giá trị cho mình càng cao. Bởi vì mình có chọn lọc mà, không phải người nào mình cũng chơi, không phải người nào mình cũng tiếp xúc. Nhưng mà khi mà mình đã chọn tiếp xúc và mình đã chơi với người đó thì cái sự kết nối nó mang tính bền vững và lâu dài hơn những cái mối quan hệ hồi hộp rất là nhiều. Tất cả những mối quan hệ trên xã hội này nó đều tồn tại ở cái yếu tố cho và nhận. Bản thân mình quý cái mối quan hệ đó thì mình cho và mình cũng nhận được. Mình đầu tư chất lượng nhiều vô mối quan hệ hơn cái chuyện mà mình kiếm số lượng, thì cái cơ hội mình tìm tới những cái thành công hoặc là có những người bạn giúp đỡ mình trên cái con đường sự nghiệp hoặc là chia sẻ cho mình những cái trong cuộc sống, cái giá trị nó mang lại nhiều hơn so với cái số lượng đông. Nếu cảm thấy quá mệt mỏi rồi, không cần phải thay đổi bản thân, hãy cứ yêu cái giá trị sống của bản thân mình, yêu bản chất con người thật của mình và mình làm sao để cộng hưởng những cái năng lượng tương tự cho cái bản thân mình để đi đúng cái con đường mà mình đã chọn. Thực ra trên thế giới thì không có gì có công thức, chỉ là cái cách đó nó phù hợp với mình ở thời điểm đó. Có thể là những người hướng nội mà 2 năm nữa người ta là chuyển giao năng động hơn, nói chuyện nhiều hơn hay là có những mối quan hệ khác nhiều hơn, không có công thức nào hết. Tuy nhiên cái sự thoải mái nhất của bản thân mình cho tới thời điểm hiện nay là mình luôn coi trọng bản thân mình, những cái khác biệt của mình với những người khác, miễn là mình tạo ra giá trị cho mình, cho những cái vòng bạn bè xung quanh hoặc là người thân xung quanh mình. Mình có giá trị nhất định thì mình sẽ thu hút được những người có giá trị nhất định đi kèm. Nên là nếu như bản thân mình đang có xu hướng là hướng nội nhiều hơn thì không cần phải lo lắng, bởi vì thiệt sự trên thế giới này rất nhiều người hướng nội mà họ vẫn đang cực kỳ thành công và hạnh phúc. Một khi họ đã hiểu được bản thân mình muốn gì, cần làm gì thì cái con đường phía trước nó cực kỳ rộng mở. Nên là tôn trọng bản thân, tôn trọng giá trị của mình thì cái con đường của mình luôn luôn rộng mở.